Chiều ngày 22 tháng 7, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức hội nghị thông tin tình hình biển đảo năm 2022 cho trên 200 đại biểu là báo cáo viên thành phố, bí thư, phó bí thư, các chi đảng bộ trực thuộc, cán bộ tuyên giáo 13 phường xã và lực lượng công an, quân sự, trường học. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tá Hoàng Quốc Hùng, trưởng Ban Tuyên quấn Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thông tin một số vấn đề có liên quan đến biển đảo, như vị trí vai trò tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình hình trên các vùng biển của nước ta hiện nay, bối cảnh thế giới và hoạt động của một số nước trên Biển Đông, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta và một số chủ trương giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Thông qua hội nghị, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vai trò vị trí tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, chủ động phòng chống các luận điệu xuyên tạc không đúng sự thật của các thế lực thù địch trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.